kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập sư đoàn 20 tháng 9 năm 1972, 20 tháng 9 năm 2022. Sư đoàn 10, quân đoàn 3 tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề Âm vang sư đoàn. Tham dự liên hoan có 5 đội nghệ thuật quần chúng là cán bộ chiến sĩ của đơn vị và đoàn viên thanh niên địa phương kết nghĩa đã mang đến nhiều tiết mục ca múa kịch độc tấu nhạc cụ dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quân đội và đơn vị anh hùng. Đặc biệt nhiều tiết mục tự biên tự sáng tác của các đơn vị đã phản ánh phong phú nét đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập sư đoàn, đối với đơn vị chúng tôi là trung đoàn 64 đã tổ chức luyện tập văn nghệ cùng với đơn vị kết nghĩa. Qua quá trình tổ chức luyện tập các bài hát, các tổ khúc về truyền thống ngợi ca Đảng, ngợi ca Bác Hồ, ngợi ca về quân đội, sư đoàn và lực lượng pháo binh nói chung, các tiết mục thì cơ bản đã được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Thông qua liên hoan nghệ thuật quần chúng, góp phần vào công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng và định hướng hành động cho bộ đội về tình đồng chí, đồng đội. Bên cạnh đó, nhằm đánh giá chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của các đơn vị, sự giao lưu phối hợp hoạt động với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Đoàn viên thanh niên của thôn Corova kết nghĩa với trung đoàn pháo binh 4, bản thân tôi đã tham gia hoạt động văn nghệ thật quần chúng. Quá trình tham gia, bản thân tôi đã hướng dẫn cho đội kết nghĩa về hoạt động tác và duy trì thời gian luyện tập, góp phần vào thành công của các tiết mục. Liên hoan nghệ thuật quần chúng của sư đoàn 10 đã khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đó là thành tích thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập sư đoàn.